Tiểu Đằng là một chàng trai chăm chỉ, ban ngày vừa đứng bếp vừa làm shipper, buổi tối đi bán thịt nướng, mua cho bạn gái Tiểu Hứa một căn nhà cũ. Gần đây, đã chi ra 100 triệu sửa nhà, cải tạo thành phòng tân hôn. Chào mọi người, tôi là một người cực kỳ thích sửa chữa. 9 năm trước, Tiểu Đằng vì bạn gái mà rời xa quê hương, đến thành phố của cô ấy lập nghiệp. Từ quầy hàng đường phố nay đã có một cửa hàng, hai người đồng cam cộng khổ, thật không dễ dàng gì. Nhân dịp đám cưới, Tiểu Đằng đã giấu bạn gái sửa chữa lại căn nhà cũ thành nhà tân hôn. Vì bạn gái cậu học khoa kiến trúc nên nhà thiết kế muốn tìm hiểu kỳ vọng của cô. Làm thế nào mới có thể không bị lộ đây? Có thể giúp tôi một bộ râu giả. Tôi rất thích để râu, tạo dáng như này ổn đấy. Sau khi hóa trang xong, nhà thiết kế trở thành người phụ trách đám cưới. Đội ngũ cũng lấy danh nghĩa công ty tổ chức đám cưới để quay vi. Ngày hôm sau, hai bên gặp mặt, đội ngũ thiết kế bắt đầu hỏi về câu chuyện tình yêu của họ. Cuối cùng cũng biết Tiểu Hứa thích gì. Cô ấy thích phong cách Trung Quốc hiện đại, màu sắc tươi sáng là chủ đạo, tránh những đồ dùng có màu trắng. Hai tuần sau, nhà thiết kế đến kiểm tra tình trạng nhà. Thiết kế ban đầu của anh nhà này không có phòng tắm riêng, phòng tắm hẹp và bí, gây ra ẩm mốc, sơn cũng bong hết ra. Phòng khách nằm ở giữa, nhỏ đến nổi chỉ để được một ghế sofa và bàn. Bởi vì không có ánh sáng tự nhiên nên ánh sáng lúc nào cũng lờ mờ. Hai phòng ngủ chính và phụ dù cũng lớn, nhưng lại ở cạnh đường lớn, rất ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Nắng phía tây rất gắt, trong phòng nóng bức khó chịu vô cùng. Sau khi nhà thiết kế khảo sát, tường phòng khách không phải tường chịu lực, chỉ có thể di chuyển về hướng tây để định hình lại không gian. Việc cải tạo này thật không dễ chút nào. Theo như loại hình căn hộ này, nếu để tôi cải tạo lại thì nó giống như mặc quần áo vậy, độ khó bằng không. Tuy nhiên, ngày thi công đầu tiên, việc thi kệ rồi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong cái lỗ này đen thui này, chắc chắn có người dùng. Nếu như không thể sửa lại, vậy căn nhà này còn có cái gì mà sửa đây? Kế hoạch đổ bể hết rồi, không còn sự liên kết. Thì ra, trên bức tường cần phá cỏ 3 ống dẫn khói, mà việc phá bỏ nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề thoát khói trong tòa nhà. Căn nhà này đối với tôi sửa lại không khó chút nào. Lúc đó là tôi muốn nói, dễ như mặc quần áo, không có chút độ khó nào. Nhưng giờ tôi lại thấy, đây đích thực là cảm giác như bị chém một nhát mà. Cho nên, thiết kế trong nhà này là phải dựa vào kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ trở về nghiên cứu lại. Dựa trên kinh nghiệm vốn có, nhà thiết kế quyết định nâng độ cao nền, sẽ để ống dẫn khói vào một bức tường khác, giải quyết vấn đề không gian. Sau khi cải tạo sẽ phân ra lần lượt phòng bếp, phòng tắm, phòng ăn, phòng khách và phòng ngủ. Vì để tiết kiệm không gian, nhà thiết kế đã chia ra, tường nhà vệ sinh phải mỏng lại, đồng thời chọn vật liệu làm vách ngăn mỏng nhất, bởi vì không có cánh nào chịu lực. Niêm phong lại lối vào ban đầu, đặt bồn vào vị trí cửa ban đầu, không thể đặt tủ lạnh bên ngoài phòng tắm được. Vì để đáp ứng phong cách mà Tiểu Hứa thích, nhà thiết kế đã dùng gỗ quả óc chó kết hợp giữa màu cà phê và trắng sữa. Đồ dùng trong nhà đặt làm, dùng tủ quần áo tự động, vừa có thể tiết kiệm không gian, vừa đựng được đồ. Sau 2 tháng thi công khẩn cấp, nhà tân hôn của Tiểu Đằng cuối cùng cũng hoàn thành. Để Tiểu Hứa vừa đi vào vừa nhắm mắt, ôi trời ơi, cái gì đang xảy ra thế này? Trước đây chúng mình hay xem chương trình sửa nhà Dream Home, phải không? Đúng rồi. Ôi thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Mọi người chả phải người bên sự kiện đám cưới sao? Sao lại là người của chương trình thế này? Anh muốn cho em một bất ngờ. Trời ơi, thật sự là Dream House sao? Mọi người là người của chương trình thật hả? Ôi đúng là, đây là nhà của chúng tôi đây sao? Khác thật sự ấy. Hành lang được lắp một chiếc gương đường kính 2m, vừa mở rộng không gian, vừa mang nét nghệ thuật. Phòng khách rộng rãi cổ kính. Bức tranh cổ điển này là do nhà thiết kế vẽ. Bàn ghế đều làm từ gỗ cây óc chó. Trước tivi có một chiếc hộp thơm, hàng ngày có thể đốt nến thơm. Còn có cả bàn cà phê, bên trên có lưu hương và ấm trà truyền thống. Phòng ngủ phụ nay trở thành phòng thư giãn. Vách được làm thành tủ có thể dùng để đựng đồ. Phía sau là một cửa sổ lớn, vừa có thể cách âm vừa có thể đón ánh sáng tự nhiên. Bên trái còn trang bị hệ thống không khí. Tấm gương bên cạnh còn có thể dùng để soi trang điểm. Chiếc ghế dài êm ái có thể dùng như là sofa. Khi đóng cửa lại là có ngay một không gian độc lập. Phòng ngủ chính lấy màu nâu nhạt làm chủ đạo, cũng vẽ tranh như ở phòng khách, kết hợp màu sắc hài hòa tạo cảm giác dễ chịu. Đèn đọc sách cạnh giường có thể tùy ý điều chỉnh độ sáng. Ghế tựa bên cạnh đèn sàn lớn tạo không gian cá nhân thêm thoải mái. Tủ cao từ mặt đất đến trần nhà phân thành các ngăn tủ, cũng có thể dùng để đựng quần áo. Trong phòng, tivi, tủ đồ đều điều khiển bằng giọng nói. Ở phòng bếp, nhà thiết kế đã lựa chọn gạch mosaic yêu thích của khách hàng, chọn máy giặt có chức năng sấy khô, kính M2 mặt dùng trong phòng tắm và nó sẽ không chuyển sáng. Có các nút đa chức năng dưới quầy pha lê trong phòng tắm.
rất hợp với người trẻ sử dụng. Trong căn nhà tân hôn ngọt ngào này, Tiểu Đằng đã cầu hôn Tiểu Hứa. Cậu đã dùng lời nói và hành động để thể hiện tình cảm của mình. Anh không ưa nhìn, điều kiện hiện giờ cũng chưa coi là tốt, không thể mua cho em một chiếc nhẫn to. Không sao cả, nhưng anh nguyện đem tấm lòng này, anh sẽ cố gắng hơn vì tương lai chúng mình, để chúng ta có một ngôi nhà thân yêu. Hiện giờ chúng ta cũng có nhà tân hôn rồi. Em yêu à, em đồng ý gả cho anh chứ? Em đồng ý. Cuộc tình 9 năm cuối cùng cũng có kết cục viên mãn. Ngắm nhìn cảnh tượng cảm động này, tôi cũng muốn hỏi mọi người, liệu các bạn có dám vì nửa kia mà rời xa quê hương không? Rất mong mọi người sẽ để lại bình luận. Hôm nay đến đây là kết thúc rồi.